đến với quý vị, đây là trang web của Sở Di trú. Và hàng tháng thì vào khoảng từ ngày 15 đến ngày 18 thì sẽ có lịch visa và lịch mở hồ sơ hàng tháng. Nhưng riêng tháng này thì tới ngày 13 thì tôi đã thấy có rồi. Cho nên hôm nay tôi giới thiệu đến với quý vị về lịch visa của tháng 4. Thì quý vị có thể kích chọn vào đây. Thì đây là lịch visa của tháng 4 năm 2020. Thì không biết là đối với dịch COVID thì sẽ có ảnh hưởng gì không? Đây là lịch của visa tháng 4. Quý vị có thể tra cứu thông tin ở đây. Còn đây là lịch mở hồ sơ của tháng 4. Và tôi nhìn sơ qua thì tôi thấy lịch mở hồ sơ và lịch visa của tháng 4 tốc độ tăng có vẻ là đã tăng rất là tốt so với tháng 3 vừa qua. Riêng đối với diện F4 và diện F2A thì tôi thấy vẫn đứng yên. Thì đó là hơi buồn một chút. Và bây giờ thì tôi sẽ chuyển những cái thông tin này sang bản PDF để quý vị có thể theo dõi rõ hơn. Và đường link của trang web này tôi sẽ để mô tả trong video này. Quý vị có thể tra cứu thêm thông tin. Giới thiệu đến với quý vị về lịch mở hồ sơ, lịch mở visa của tháng 4. Và tháng này thì ngày 13 đã có. Và sau đây tôi giới thiệu sơ qua đến với quý vị về lịch visa và lịch mở hồ sơ là gì. Lịch visa là gì? Lịch visa là lịch phỏng vấn dành cho quý vị đã hoàn tất hồ sơ 6 bước ở NVC. Chúng ta sẽ nhận được thư phỏng vấn để chúng ta chuẩn bị những hồ sơ theo yêu cầu. Tiếp theo là lịch mở hồ sơ là gì? Lịch mở hồ sơ là ngày NVC bắt đầu giải quyết hồ sơ của quý vị. Và khi ngày ưu tiên cách ngày đáo hạn ưu tiên của hồ sơ 6 tháng, người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh nên chủ động liên lạc qua email đối với NVC để hồ sơ của quý vị được giải quyết sớm. Sau đây là lịch trình duyệt xét visa của tháng 4 năm 2020. Và đối với diện F1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Và hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 1 năm 2014 và đã tăng 82 ngày. Tăng cũng khá nhiều so với tháng trước là chỉ có tăng 46 ngày. Rồi đối với diện F2A là trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho vợ hoặc chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi thì trường hợp này mấy tháng nay vẫn là current. Tiếp theo là diện F2B, đây là trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 11 năm 2014 và đã tăng 45 ngày, cũng tăng gấp đôi so với tháng trước. Đối với diện F3 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con có gia đình thì hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 2 năm 2008 và đã tăng 45 ngày so với tháng trước và cũng đã tăng gấp đôi so với tháng trước. Còn đối với diện F4 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh chị em thì hơi buồn một chút là vẫn không tăng và tháng trước thì cũng không tăng. Thì đối với diện này hơi buồn một chút phải không quý vị? Tiếp theo đây là lịch trình mở hồ sơ của tháng 4 năm 2020. Đối với diện F1 là trường hợp quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 9 năm 2014 và đã tăng 82 ngày so với tháng trước. Và đối với diện F2A là trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho vợ, chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi thì lịch mở hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 2 năm 2020 và tăng 30 ngày so với tháng trước. Đối với diện F2B thì đây là trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 7 năm 2015 và đã tăng 45 ngày so với tháng trước. So với tháng trước thì đã tăng gấp đôi. Đối với diện F3 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con có gia đình thì lịch mở hồ sơ đã xét đến ngày 1 tháng 10 năm 2008 đã tăng 45 ngày so với tháng trước. Tháng trước thì chỉ có tăng 23 ngày. Đối với diện F4 là trường hợp quốc tịch Mỹ bảo lãnh anh chị em thì hồ sơ đã xét đến ngày 25 tháng 7 năm 2007. Đối với diện F4 là trường hợp quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh chị em thì chỉ tăng có 3 ngày và mức độ tăng rất là chậm đúng không quý vị? So với tháng trước thì là không tăng. Quý vị cũng lưu ý thêm là Sở Di trú đã áp dụng quy định mới về public track được áp dụng từ ngày 24 tháng 2 và tôi cũng đã có một cái video là Sở Di trú đã áp dụng quy định mới về public track, những điều quan trọng cần lưu ý cũng như tôi đã cập nhật mức income về cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính năm 2020 đối với những hồ sơ bảo lãnh. Thì quý vị nào đang mở hồ sơ bảo lãnh, đang làm bộ hồ sơ bảo trợ tài chính thì quý vị lưu ý cập nhật mức income mới của Sở Di trú đã thông báo áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2020.
Và nhìn sơ qua về lịch visa cũng như lịch mở hồ sơ thì chúng ta thấy được là đối với lịch visa thì đối với diện F1 và diện F2B và diện F3 thì cũng đã khá là tăng, thì cũng tăng khá là tốt. Còn đối với diện F2A và F4 thì hơi buồn một chút là vẫn ở cái tình trạng là không tăng không giảm. Còn đối với lịch trình mở hồ sơ của tháng 4 thì chỉ duy nhất là trường hợp quốc tịch Mỹ bảo lãnh anh chị em là F4 là tăng chỉ có 3 ngày, chứ còn lại cũng vẫn tăng khá là tốt, phải không quý vị? Sau đây là một số thuật ngữ về di trú Mỹ để quý vị có thể hiểu thêm về một số thuật ngữ. Ví dụ thứ nhất là ngày ưu tiên là gì? Ngày ưu tiên là ngày sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ USCIS nhận được hồ sơ xin bảo lãnh. Có thể coi ngày này là ngày bảo lãnh. Ngày ưu tiên xem trên thư thông báo I-797 của sở di trú gửi cho người bảo lãnh. Thứ hai là ngày chấp thuận là gì? Ngày chấp thuận là ngày sở di trú chấp thuận cho người bảo lãnh, được phép bảo lãnh. Sau ngày này, hồ sơ được chuyển sang Trung tâm Chứng khoán Quốc gia NVC để giải quyết visa cho người được bảo lãnh. Thứ ba là ngày đáo hạn là gì? Là ngày trong lịch visa hàng tháng công bố, thường rơi vào ngày 1, 8, 15, 22 của các tháng trong năm. Tiếp theo là ngày mở hồ sơ là gì? Là ngày NVC bắt đầu giải quyết hồ sơ khi ngày ưu tiên cắt ngày đáo hạn ưu tiên của hồ sơ 6 tháng. Người bảo lãnh và người được bảo lãnh nên chủ động liên lạc địa chỉ email để NVC mở hồ sơ sớm. Tiếp theo là ngày hoàn tất, là ngày trung tâm chiếu khán nhận đủ thủ tục trong bộ hồ sơ xin visa. Đây là ngày mà chúng ta rất là mong đợi, đúng không quý vị? Rồi tiếp theo là một ngày chúng ta cũng rất là mong chờ, đó là ngày phỏng vấn. Ngày phỏng vấn là gì? Là ngày người được bảo lãnh đến lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn xin visa. Và khi lịch visa vượt qua ngày ưu tiên, NVC hoặc lãnh sự quán sẽ lên lịch phỏng vấn cho những hồ sơ đã hoàn tất. Và khi quý vị đã mở hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ, chắc chắn quý vị phải theo dõi hồ sơ bảo lãnh của quý vị. Tại vì lợi ích của việc theo dõi hồ sơ định cư Mỹ sẽ là những cái lợi ích như thế này, quý vị lưu ý nhé. Thứ nhất là quý vị sẽ biết được bước tiếp theo của mình là gì. Thứ hai là biết hồ sơ sẽ chờ khoảng bao nhiêu lâu. Thứ ba là chúng ta sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi không cần thiết. Thứ tư là chỉnh sửa các điểm yếu của hồ sơ. Thứ năm là biết được khi phỏng vấn để chúng ta cần chuẩn bị cho hồ sơ. Và quan trọng nhất là hồ sơ của quý vị không bị thất lạc, cho nên quý vị cần theo dõi sát sao hồ sơ định cư Mỹ của quý vị. Trước đây, tôi cũng đã có chia sẻ những cái video về chủ đề là tầm quan trọng của việc theo dõi hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ, thì quý vị có thể tra cứu thêm trong channel Hasuko USA. Và tôi cũng đã thực hiện một video là 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC, những bước cần làm khi có lịch mở hồ sơ, thì quý vị cũng có thể tra cứu trong channel Hasuko USA, hoặc là tôi sẽ để đường link trong mô tả của video này để quý vị có thể dễ dàng tra cứu thêm thông tin. Và chắc chắn khi quý vị đã mở hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ, chắc chắn quý vị rất là quan tâm là hồ sơ của quý vị bao giờ được phỏng vấn, hồ sơ của quý vị có nhận được không, và có rất là nhiều câu hỏi mà quý vị đang quan tâm. Thì quý vị nên lưu ý những điều như thế này. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn là như thế nào? Thì đối với cái diện vợ hoặc chồng, hoặc là bảo lãnh cha, hoặc bảo lãnh mẹ, hoặc bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ, thì đây là những trường hợp không bị giới hạn visa, cho đó chỉ cần các điều kiện như sau, quý vị lưu ý. Thứ nhất là hồ sơ của quý vị đã hoàn tất. Thứ hai là tùy thuộc vào lượng hồ sơ đã hoàn tất trước đó. Đó là số lượng hồ sơ đã hoàn tất trước hồ sơ của chúng ta. Thứ ba là tùy vào khả năng, sức làm việc của lãnh sự quán, vì mỗi tháng lãnh sự quán chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định. Và quý vị cũng biết, hàng ngày, hàng năm thì số lượng mở hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ ngày càng nhiều lên, cho nên cái việc chờ đợi là chúng ta chỉ còn biết cách là chờ đợi thôi, đúng không quý vị? Còn sau đây là đối với những cái diện F bị giới hạn số lượng visa hàng năm, do đó đối với những diện F này, tức là F1, F2A, F2B, F3, F4 thì phải theo sát lịch visa hàng tháng. Thì quý vị lưu ý những cái điều kiện như sau để được xếp lịch phỏng vấn. Thứ nhất là lịch visa vượt qua ngày ưu tiên. Đó là lý do quý vị phải theo dõi lịch visa hàng tháng. Và hàng tháng tôi đều làm lịch visa vào khoảng tầm từ ngày 15 đến ngày 18. Hoặc là khi nào mà sở di trú có lịch thì tôi đều thực hiện. Thứ hai là hồ sơ đã hoàn tất. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không quý vị?
Thứ ba là tùy thuộc vào lượng hồ sơ đã hoàn tất trước hồ sơ của quý vị, và các hồ sơ này cũng phải thỏa mãn điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai, tức là lịch visa đã vượt qua ngày ưu tiên và hồ sơ đã hoàn tất. Thứ tư là tùy thuộc vào khả năng sức làm việc lãnh sự quán, và mỗi tháng lãnh sự quán chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định. Thì nhìn qua cái bốn bước này, quý vị cũng thấy được rằng là đối với cái mục số 1 và mục số 2 là lịch visa và hồ sơ đã hoàn tất là điều mà quý vị có thể biết trước được. Nhưng đối với cái mục thứ 3 và mục thứ 4 là tùy thuộc vào lượng hồ sơ đã hoàn tất trước hồ sơ của chúng ta, hay tùy thuộc vào khả năng sức làm việc của lãnh sự quán. Như vậy, khi quý vị đã mở hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ thì cái điều quý vị nên lưu ý thứ nhất là quý vị theo sát hồ sơ của quý vị để xem hồ sơ của quý vị có bị thất lạc hay không. Thứ hai là xem hồ sơ của quý vị có cần bổ sung gì hay không. Rồi sau đó thì quý vị theo dõi lượt visa để quý vị biết được rằng là hồ sơ của quý vị đã đến lượt hay chưa. Và khi hồ sơ của quý vị đã đến lượt giải quyết là NVC người ta sẽ gửi mail hoặc là gửi thư cho quý vị để quý vị hoàn tất hồ sơ. Thì đây là một cái bước rất là quan trọng. Còn trong trường hợp khi hồ sơ của quý vị đã đến ngày xét duyệt theo lịch mở hồ sơ hàng tháng mà quý vị không thấy email của NVC hoặc là thư từ của NVC thì quý vị chờ khoảng 1 đến 2 tháng rồi quý vị nên chủ động gửi email hoặc là gọi phone hỏi NVC. Và cái mẫu thư mà chúng ta gửi thư hoặc là hỏi thông tin theo quy định của NVC thì tôi cũng đã chia sẻ rất là kỹ trong video là 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC, những bước cần làm khi có lịch mở hồ sơ. Quý vị có thể tra cứu thêm để quý vị có thêm thông tin. Còn hiện nay trong channel Hasuko USA thì tôi cũng đã chia sẻ hơn 40 video về hướng dẫn hồ sơ định cư Mỹ. Quý vị có thể vào trang web, vào channel Hasuko USA để quý vị tra cứu thêm thông tin. Và sau đây là channel Hasuko USA tôi giới thiệu sơ qua đến với quý vị. Tại vì hiện nay đã có hơn 700 video cho nên nếu như quý vị không biết cách tìm thì có thể quý vị sẽ không tìm ra được những video hướng dẫn về hồ sơ định cư Mỹ. Mời quý vị tiếp tục xem video. Giới thiệu đến với quý vị, đây là channel Hasuko USA. Thì hiện nay channel Hasuko USA thì cũng đã có 716 video. Cho nên nếu như quý vị tra cứu những cái thông tin liên quan về chủ đề di trú thì có thể quý vị sẽ khó tìm. Thì quý vị cứ chọn vào đây. Khi quý vị kích chọn vào kênh channel Hasuko USA thì quý vị sẽ thấy một cái số thông tin như thế này. Và ở đây thì quý vị thấy có trang chủ, có video, có danh sách phát. Thế thì quý vị chọn vào cái chỗ danh sách phát này để quý vị có thể tìm được những cái video mà quý vị quan tâm. Trong danh sách phát này thì tôi cũng đã phân ra rất là nhiều folder và đề mục. Ví dụ như đây là lịch visa hàng tháng. Tiếp theo là kinh nghiệm xin visa đi Mỹ diện hôn thê cao con visa. Tiếp theo là hướng dẫn làm hồ sơ định cư Mỹ. Thế thì những cái chủ đề về di trú ở trong này rất là nhiều. Quý vị có thể tham khảo. Hiện nay đã có 47 video. Quý vị cứ chọn vào cái chỗ xem toàn bộ danh sách. Chỗ phần hướng dẫn làm hồ sơ định cư Mỹ thì quý vị thấy có rất là nhiều video. Ví dụ như cách làm đơn cứu xét con độc thân trên 21 tuổi đến NVC. Hoặc là tìm hiểu cách làm công hàm độc thân tại Mỹ và Việt Nam. Rồi cũng có rất là nhiều những chủ đề khác. Sáu bước hoàn tất hồ sơ với NVC, những bước cần làm khi có lịch mở hồ sơ định cư Mỹ. Thì đây là video mà lúc nãy tôi cũng đã giới thiệu qua. Quý vị có thể tìm hiểu kỹ để quý vị biết được 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC là như thế nào. Rồi trong này cũng có những cái nội dung ví dụ như là toàn bộ quá trình mở hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ diện anh chị em. Và đối với diện cha mẹ IR5, rồi đối với cái diện kết hôn. Thì trong này có rất là nhiều chủ đề, có tới 47 video về hướng dẫn hồ sơ định cư Mỹ. Thì quý vị có thể tra cứu tham khảo. Tại vì hiện nay channel Hasuko USA cũng đã có hơn 700 video và cũng nói rất là nhiều về tin tức cho nên quý vị có thể không tìm được. Thì quý vị cứ vào channel Hasuko USA, sau đó quý vị chọn vào danh sách phát, rồi quý vị chọn vào cái folder hướng dẫn làm hồ sơ định cư Mỹ. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã xem video. Chúc cho quý vị có nhiều may mắn và mau chóng đoàn tụ với người thân của mình tại Hoa Kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc cho quý
quý vị có nhiều niềm vui, gặp nhiều bình an trong cuộc sống. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko USA nhé. Mỗi một cái kích chuột của quý vị làm Hasuko có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Và ở chỗ chữ đăng ký có một cái chuông, quý vị có thể đăng ký cái chuông đó để nhận video mới hàng ngày. Và hiện nay thì Hasuko có hai channel, một là Hasuko USA thì chuyên về những tin tức liên quan đến thời sự của Hoa Kỳ hay là những chủ đề về luật di trú, và channel thứ hai là Hasuko TV thì chuyên về tin tức tổng hợp. Thì rất là mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị và hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian sắp tới.